Xin chào quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Tâm sự chị Tâm tình. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Và kính chúc quý vị khán giả nghe những câu chuyện chia sẻ một cách vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay em sẽ chia sẻ một cái bài là cái chuyện muôn thuở trong cuộc sống. Bài là bài như kiểu dọc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Đây là tâm sự của một bạn về chị chồng. Câu chuyện là như sau: chuyện của nhà tao không khiến mày phải góp ý. Câu mắng xối xả của chị chồng khiến nàng dâu chết điếng. Và tầm quan trọng của việc chia sẻ trước vấn đề của hôn nhân. Nhiều cuộc hôn nhân trở nên kém hạnh phúc không phải là do chồng hay là do mẹ chồng, mà lại đến từ chị gái của chồng hoặc là em gái của chồng. Khi còn nhỏ, cô gái sẽ sống cùng với cha mẹ, nhưng khi lớn lên lấy chồng, bạn sẽ trở thành một thành viên trong gia đình chồng. Đó là điều không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, nếu như đã lấy chồng mà vẫn quay về nhà mẹ đẻ để ra lệnh bừa bãi, bắt nạt em dâu thì cần nhắc nhở, thì điều này cũng cần phải xem xét lại đấy. Cha mẹ không nên chỉ quan tâm đến con gái mình mà bỏ qua cảm xúc của con trai và con dâu. Một gia đình hòa thuận cần thiết là phải dung hòa giữa tất cả các thành viên trong gia đình thì sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp. Khi mới cưới chồng, Hồng đã gặp không ít rắc rối với bà chị chồng khó tính. Chị chồng không ưa cô nên luôn tỏ ra khó chịu với em dâu. Cuộc sống hôn nhân của chị chồng không tốt nên mỗi khi quay về nhà mẹ đẻ lại bắt đầu ồn ào chút giận. Điều này vô cùng phi lý, nhưng bà chị chẳng biết suy nghĩ mà vẫn cứ làm như thế. Hồng thì giản dị, hiền lành và ngoan ngoãn. Ban đầu biết chị chồng không ưa mình nên cũng tìm cách làm thân nhưng cũng không thành công. Sau này cô mặc kệ, ai dè chị chồng vẫn liên tục làm khó. Những bữa ăn cô nấu luôn bị chị chồng chê, giặt đồ quét nhà thì bị bảo không sạch sẽ, làm bất cứ vấn đề gì cũng bị chị chồng soi. Hồng cố nhịn, nhưng 7 ngày chị chồng lại ghé nhà đẻ 5 lần để bắt bẻ em dâu thì thực sự là khó chịu. Một tuần có 7 ngày mà 5 ngày đến để soi em dâu mọi người ạ. Chồng Hồng làm ăn ở nước ngoài, bố mẹ chồng bận rộn với công việc kinh doanh. Khi có họ xuất hiện thì chị chồng cũng mềm tính hơn. Nhưng đa phần Hồng phải chịu đựng chị chồng. Cô ngại ngần nên không dám mách bố mẹ chồng hay với chồng, chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình. Có lẽ không có em trai ở nhà nên chuyện bắt nạt em dâu vào việc chị chồng thì lại không bỏ qua. Câu chuyện này thì đúng, rất đúng với một câu nói là trong cái cuộc hôn nhân mà kém hạnh phúc không phải do chồng hoặc là mẹ chồng, mà lại đến từ em chồng hoặc là chị chồng, thì đúng là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng mọi người ạ. Sau này Hồng dần phát hiện ra rằng không phải vấn đề từ mình tốt hay là mình xấu, mà là vấn đề từ chị chồng. Cô cho rằng gia đình ruột thịt về nhà mình, bố mẹ và em trai là người nhà, em dâu là người ngoài, nên không được chen chân vào cái việc của gia đình của họ. Từ khi hiểu ra, Hồng chẳng muốn tranh cãi với chị chồng, nhưng đều đặn tuần nào cũng thấy chị chồng luôn về nhà đẻ để ăn cơm, chơi bời và gây gổ với cô. Nhiều cuộc hôn nhân trở nên kém hạnh phúc cũng chỉ là do bên chị chồng hoặc là em chồng gây ra. Hồng mỗi khi nghe thấy tiếng xe máy của chị chồng là cảm thấy đau đầu, dần dần cô cũng tranh cãi gay gắt, không cam chịu nữa. Thi thoảng Hồng bóng gió nói gần nói xa với chồng, anh cũng chẳng thể giải quyết được, khiến cô tức giận luôn với cả chồng. Khi mà chồng công tác ở nước ngoài, thực sự ra một bên chồng, một bên vợ và một bên là chị gái thì cũng không biết được nào mà bên. Bố mẹ chồng thấy Hồng buồn bã, nhiều lúc cũng hỏi han. Tuy nhiên cô có tư tưởng rằng bất cứ chuyện gì mẹ chồng cũng sẽ binh con gái mình khi mà mình nói ra. Dần dần những sự bức xúc tích tụ khiến Hồng cũng oán giận cả bố mẹ chồng mình luôn. Thậm chí nhiều lần cô nghĩ đến việc ly hôn để chấm dứt tất cả. Cái mà Hồng đang thiếu chính là một buổi nói chuyện đàng hoàng. Vậy nhưng
Vì vài suy nghĩ vớ vẩn cho rằng mình không bao giờ được binh vực trong gia đình chồng, nên cô nhất quyết là im lặng, chịu đựng một mình và tự cảm thấy ghét tất cả mọi người. Một lần ở bàn ăn nhà bị hỏng, bố chồng đã mua một chiếc bàn mới. Khi đặt bàn ăn xuống, Hồng và chị chồng đưa ra hai ý kiến khác nhau. Điều đáng nói là bố chồng lại cho rằng Hồng nói đúng. Chị chồng tức giận mắng thẳng vào mặt Hồng: người ngoài mà cũng dám tiếng lớn tiếng lên ở đây à? Chuyện của nhà tao không khiến mày phải góp ý. Hồng điếng người lúng túng, mẹ chồng phi ngay vào hỏi dồn dập: con nói ai là người ngoài? Tại sao em dâu con lại là người ngoài? Nó là vợ của em trai mày đấy, là chủ của cái nhà này đấy. Con lấy chồng rồi, con quay về nói những lời như thế à? Mời con về nhà riêng của con, chỗ đó là chỗ của con. Còn đừng về đây để làm vương làm tướng ở cái nhà này. Bây giờ nhà này em dâu con, em trai con mới là chủ. Nó đặt bàn ở đâu thì tùy thích. Đây là ý kiến của mẹ chồng. Và đây là lần đầu tiên mà bạn này cũng không dám nói ra, nhưng mà thấy đưa ra ý kiến lại được bố chồng và mẹ chồng lại binh vực như thế. À, những lúc như thế này thì bố mẹ chồng lại là người rất là tuyệt vời, chính là người đứng ra để binh vực mình. Chị gái chồng ngạc nhiên, không ngờ mẹ lại nói như thế, nên cả hai xảy ra tranh cãi. Bố chồng cũng tức giận binh vực con dâu mấy câu, cô chị gái giận dỗi về thẳng. Sau đó thì cũng thi thoảng mới ghé qua, lúc đó Hồng mới dám kể cho bố mẹ chồng nghe về việc chị gái suốt thời gian qua luôn luôn chê bai gay gắt với mình đến như thế nào. Mẹ chồng ngậm ngùi nói lại rằng tại sao cô không lên tiếng mà lại cứ âm thầm chịu đựng như thế. Đôi lúc bố mẹ chồng chính là người đã giải vây cho con dâu tránh khỏi những cái rắc rối giữa chị chồng nàng dâu. Vậy nên có những cái vấn đề gì chúng ta nên chia sẻ, cần phải ướm trước, mình cứ nói trước đi, xem là cái thái độ của bố mẹ chồng sẽ như thế nào, chứ đừng có chưa nói cái gì cả mà đã nghĩ rằng là chắc chắn là bố mẹ chồng sẽ binh chị dâu, chị gái mình, chị chồng mình chứ không phải là binh mình. Đấy, thì mình cứ nói ra, con cái ai cũng phải trưởng thành, con gái sau khi đi lấy chồng phải xử lý tốt cuộc hôn nhân của mình, đừng có chuyện gì cũng chạy về nhà mẹ đẻ để trốn tránh. Việc chút những cảm xúc xấu tiêu cực đối với những người vô tội trong nhà tạo nên các mối quan hệ bất hòa là điều đáng bị lên án. Trong câu chuyện này, bài học cho chúng ta cũng cả những nàng dâu nữa, là chúng ta phải có vấn đề gì chúng ta phải tâm sự, phải nói chuyện để giải quyết được, chứ không có những cái cứ kìm nén ở trong lòng, nó có thể thành bệnh, có thể là gây mất ngủ, hoặc là có thể gây trầm cảm, hoặc là giống như là cái bạn ở trong câu chuyện này thì là bạn ấy tự dưng bạn bị một cái loại là ghen ghét sang cả bố mẹ chồng, trong khi mà bố mẹ chồng thì rất là quý và rất là binh vực cái lẽ phải, chứ không phải cứ chằm chặp là chỉ binh con gái của mình. Đó. thì cũng nên chia sẻ, nên nói ra cho bố mẹ chồng biết. Đấy, không phải bố mẹ chồng nào cũng binh vực con của mình một cách mù quáng cả. Sự im lặng của con dâu này chẳng khác nào tiếp tay cho những màn chút giận vô cớ của bà chị chồng thôi. Đấy, nhiều người gặp phải nhà chồng không tốt, nhưng mà bên cạnh đấy thì bố mẹ chồng thì lại tốt. Không phải là vì mẹ chồng không tốt hay là bố chồng không tốt đâu. Nên tóm lại là cái gì thì cái cũng cần phải có sự trao đổi, cần phải nói chuyện. Thì cũng không hiếm những người, tất nhiên bản thân mình cũng thế thôi, mình sẽ binh con của mình. Thế nhưng những người mà người ta biết lẽ phải, người ta sẽ nhìn ra cái gì là đúng, cái gì là sai và góp ý, chứ không phải là cứ binh con mình một cách mù quáng, binh chồng chặt như thế. Thế thì phải nói chuyện, phải chia sẻ kể cả với chồng nữa thì mới giải quyết được tất cả những cái vấn đề trong hôn nhân, trong cuộc sống. Và đây là một cái bài học để cho chúng ta có thể rút ra một cái kinh nghiệm. Và nếu mà ai có một ý kiến gì hay hơn đối với cái câu chuyện này thì mọi người cho em xin ý kiến ở dưới bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tâm Sự Chị Tâm Tình. Mọi người nhớ đăng ký và nhấn chuông để đón nhận những câu chuyện tiếp theo nhé mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.